Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Tiết mục tin tức ngày hôm nay được bảo trợ bởi văn phòng KB & Associates Income Tax Inc., nơi phục vụ quý vị trong những dịch vụ như bookkeeping, tax planning, living trust, cùng với đầy đủ các loại bảo hiểm cho nhà cửa và sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Bình Võ 714-531-8192. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Ukraine hôm thứ Hai cho biết quân đội của họ đã chiếm các vị trí phòng thủ mới ở miền Đông sau khi rút lui khỏi thị trấn Avdiivka vừa bị Nga chiếm và đẩy lùi các cuộc tấn công mới của Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Hai nói rằng Nga đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine và tình hình tại các khu vực mà Nga tập trung quân của họ là cực kỳ khó khăn. Các nước Liên minh châu Âu, bao gồm Đức, hôm thứ Hai kêu gọi áp thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến cái chết của thủ lĩnh đối lập bị giam tù Alexei Navalny khi họ thảo luận về một loạt các lệnh trừng phạt mới để đánh dấu 2 năm Nga xâm lược Ukraine. Nhân viên hải cảnh Trung Quốc đã xông lên một chiếc tàu du lịch Đài Loan gần các đảo do Đài Loan kiểm soát, gần bờ biển Trung Quốc hôm thứ Hai. Đối thủ của Airbus là Boeing, là tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc, đã sản xuất chiếc máy bay C-919 thân hẹp, bay chuyến đầu tiên ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc đến triển lãm hàng không tại Singapore hôm Chủ nhật 18 tháng 2. Một ngày sau khi được trả tự do, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã gặp các công tố viên hôm thứ Hai để hợp tác điều tra về các cáo buộc ông xúc phạm chế độ quân chủ quyền lực. Ấn Độ vừa khởi sự điều tra chống bán phá giá đối với một số loại kính làm tấm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc sau khi có khiếu nại của các doanh nghiệp Ấn Độ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Ukraine hôm thứ Hai cho biết quân đội của họ đã chiếm các vị trí phòng thủ mới ở miền Đông sau khi rút lui khỏi thị trấn Avdiivka vừa bị Nga chiếm và đẩy lùi các cuộc tấn công mới của Nga. Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Avdiivka bị tàn phá sau khi đội quân Ukraine rút lui hồi cuối tuần. Đây là bước tiến lớn nhất của quân Nga trên chiến trường kể từ khi thành phố Bakhmut bị Ukraine chiếm lại vào tháng 5. Việc Nga chiếm giữ Avdiivka đã đẩy lực lượng Ukraine ra xa thành phố pháo đài Donetsk mà Nga đang chiếm giữ. Đây là một trung tâm hậu cần quan trọng được Nga sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động của Nga trên khắp miền đông Ukraine, bị Nga chiếm đóng một phần. Khu vực được gọi là Donbass. Tổng thống Nga Putin mô tả việc chiếm được Avdiivka là một chiến thắng quan trọng và Nga nói quân Ukraine rút lui gấp rút và rất hỗn loạn, bỏ lại nhiều binh sĩ và vũ khí. Nga đơn phương tuyên bố đã xác nhập các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine vào năm 2022, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn khu vực nào trong số đó. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Hai nói rằng Nga đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine và tình hình tại các khu vực mà Nga tập trung quân của họ là cực kỳ khó khăn. Ông Zelensky phát biểu như vậy sau khi đến thăm khu vực Kupiansk ở tiền tuyến phía đông bắc, khu vực được Ukraine chiếm lại vào năm 2022, nhưng là nơi quân Nga đang hoạt động trong những tháng gần đây. Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra vài ngày sau khi Nga chiếm quyền kiểm soát Avdiivka xa hơn về phía nam, sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng, và là chiến thắng lớn nhất của Nga ở tiền tuyến trong 9 tháng, Tổng thống Zelensky nói. Hiện nay, tình hình cực kỳ khó khăn ở một số khu vực tiền tuyến, nơi quân đội Nga tập trung tối đa binh lính của họ. Họ đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine, và đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Tình trạng thiếu đạn pháo, vũ khí phòng không và vũ khí tầm xa. Ông Zelensky bày tỏ sự tin tưởng rằng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ thông qua một gói viện trợ lớn, trong đó có cả hỗ trợ cho Ukraine, vốn bị trì hoãn do tranh cãi giữa các nhà lập pháp.
Tổng thống Biden hôm thứ Hai cho biết, ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson để thảo luận về dự luật tài trợ, đồng thời nói thêm rằng Đảng Cộng Hòa đang phạm sai lầm khi phản đối gói viện trợ. Thượng viện trong tháng này đã thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la, bao gồm khoản viện trợ dành cho Ukraine. Nhưng ông Johnson đã từ chối đưa gói viện trợ này ra biểu quyết tại Hạ viện, nơi Đảng Cộng Hòa kiểm soát với tỷ lệ 219-212, vì gói này bao gồm nhiều phần khác nhau. Các nước Liên minh châu Âu bao gồm Đức hôm thứ Hai kêu gọi áp thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến cái chết của thủ lĩnh đối lập bị giam tù Alexei Navalny khi họ thảo luận về một loạt các lệnh trừng phạt mới để đánh dấu 2 năm Nga xâm lược Ukraine. Hungary là quốc gia Âu Châu duy nhất chưa phê chuẩn các chế tài được đề nghị đối với gần 200 công ty và những người được coi là có liên quan đến cuộc chiến trong loạt trừng phạt thứ 13 của châu Âu đối với Nga kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhà ngoại giao hàng đầu của Âu Châu đề nghị liệt tên các quan chức nhà tù Nga liên quan đến cái chết của ông Navalny vào danh sách những người bị phong tỏa tài sản và cấm du hành. Hiện chưa có thông tin về bất kỳ biện pháp cứng rắn nào hơn nhắm vào nền kinh tế rộng lớn hơn của Nga. Và một nhà ngoại giao Âu Châu cho biết cho đến nay, dường như bất kỳ lệnh trừng phạt mới cụ thể nào liên quan đến cái chết của ông Navalny sẽ chỉ mang tính biểu tượng và sẽ được áp dụng sau. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà hy vọng 27 quốc gia châu Âu sẽ sớm đồng ý về loạt trừng phạt thứ 13. Các quan chức châu Âu nói rằng điều đó có thể xảy ra vào thứ Tư nếu Budapest bật đèn xanh. Bà Baerbock nói, chúng ta đã chứng kiến Tổng thống Nga đã dùng vũ lực tàn bạo để đàn áp những công dân của mình xuống đường biểu tình, đòi tự do hoặc viết về điều đó trên báo chí. Chúng tôi sẽ đề nghị các biện pháp trừng phạt mới sau cái chết của ông Alexei Navalny. Ông Navalny chết trong một nhà tù ở Bắc Cực một tuần trước khi đánh dấu 2 năm cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của khối cho biết, ông kỳ vọng các nước châu Âu sẽ đặt các biện pháp trừng phạt có chủ đích đối với một số quan chức Nga liên quan đến cái chết của đối thủ của Điện Kremlin. Một cựu luật sư 47 tuổi, người nổi tiếng với lòng can đảm chống nhà nước Nga tham nhũng. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối, Joseph Borrell, người chủ trì cuộc họp hôm thứ Hai của các bộ trưởng ngoại giao châu Âu tại Brussels nói. Các quốc gia thành viên châu Âu chắc chắn sẽ đề nghị các biện pháp trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm. Người chịu trách nhiệm lớn nhất chính là Putin. Thụy Điển và Lithuania cũng nằm trong số những nước kêu gọi trừng phạt. Vợ của ông Navalny là Julia đã tham dự cuộc họp ở Brussels. Bà nói hôm thứ Hai rằng bà sẽ tiếp tục cuộc chiến của người chồng quá cố của bà và kêu gọi những người ủng hộ hãy kiên quyết hơn bao giờ hết, chiến đấu chống lại Tổng thống Putin. Hungary vẫn chưa ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga được đề nghị trước khi ông Navalny chết và không bình luận kể từ đó. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người từng nói rằng ông tự hào về mối quan hệ với Nga, ông đã trì hoãn các đợt trừng phạt trước đó cũng như các thỏa thuận của châu Âu về hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Những hành động như vậy đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí của tất cả các nước châu Âu. Nhân viên hải cảnh Trung Quốc đã xông lên một chiếc tàu du lịch Đài Loan gần các đảo do Đài Loan kiểm soát gần bờ biển Trung Quốc hôm thứ Hai. Chính phủ Đài Loan cho biết tin này trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Trung Quốc nói họ sẽ tuần tra thường xuyên trong khu vực này. Trung Quốc hôm Chủ nhật tuyên bố rằng lực lượng hải cảnh của họ sẽ tăng cường hoạt động thực thi pháp luật xung quanh quần đảo Kim Môn sau cái chết của hai công dân đại lục chạy trốn lực lượng hải cảnh Đài Loan khi đi vào vùng biển cấm quá gần Kim Môn, nằm đối diện với các thành phố Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc. Lực lượng hải cảnh Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng vào chiều muộn hôm thứ Hai, 6 sĩ quan hải cảnh Trung Quốc đã xông lên một chiếc tàu du lịch Đài Loan chở 11 thủy thủ và 23 hành khách để kiểm tra tuyến đường của tàu, giấy chứng nhận và giấy phép của thủy thủ đoàn, và họ rời đi khoảng nửa giờ sau đó.
Lực lượng hải cảnh Đài Loan quan sát thấy hai tàu tuần duyên Trung Quốc đến gần tàu du lịch Đài Loan và họ đã cử một tàu đến hộ tống tàu du lịch quay trở lại cảng trên đảo chính của Kim Môn. Lực lượng hải cảnh Đài Loan cho biết do vùng nước nông nên tàu du lịch Đài Loan nghiêng về phía Trung Quốc trong chuyến đi. Không có bình luận ngay lập tức từ lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Lực lượng hải cảnh Đài Loan cho biết họ kêu gọi Trung Quốc duy trì hòa bình và sự hợp lý ở vùng biển xung quanh Kim Môn, đồng thời kêu gọi người dân nên tránh đến gần vùng biển phía Trung Quốc. Một quan chức cấp cao của Đài Loan, giấu tên, nói rằng Tổng thống Thái Anh Văn đã được cập nhật theo thời gian thực về tình hình khi nó xảy ra. Quan chức này cho biết thêm, lực lượng hải cảnh Trung Quốc kiểm tra tàu Đài Loan từ lâu đã là một kịch bản mà các cơ quan an ninh Đài Loan lo ngại. Văn phòng Tổng thống Đài Loan đã chuyển các câu hỏi tới lực lượng bảo vệ bờ biển. Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết họ không công nhận vùng cấm hoặc vùng cấm đối với ngư dân Trung Quốc xung quanh Kim Môn. Đảo Kim Môn và Mã Tổ đã nằm dưới sự kiểm soát của Đài Loan kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến Trung Quốc năm 1949. Chính quyền Quốc dân đảng thất bại chạy sang Đài Loan sau khi bị lực lượng Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bại. Lực lượng này sau đó thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kim Môn là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng ngày nay là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Mặc dù nhiều đảo nhỏ thuộc nhóm đảo này được quân đội Đài Loan canh giữ nghiêm ngặt và cấm nhân thường đến gần. Đối thủ của Airbus là Boeing, là tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc, đã sản xuất chiếc máy bay C-919 thân hẹp, bay chuyến đầu tiên ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc đến triển lãm hàng không tại Singapore hôm Chủ nhật 18 tháng 2. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào nỗ lực phá vỡ sự thống trị của hai nhà sản xuất máy bay phương Tây trên thị trường máy bay hành khách toàn cầu. Trung Quốc đã đẩy mạnh nỗ lực trong năm nay nhằm nâng cao dấu ấn của máy bay C-919 và Comac trong nước và quốc tế. Máy bay C-919 chỉ được chứng nhận ở Trung Quốc và hãng China Eastern Airlines đã khai thác thương mại chiếc đầu tiên trong số 4 chiếc C-919 bắt đầu vào năm ngoái. Với việc Airbus và Boeing đang chật vật trong việc tăng cường sản xuất và đáp ứng nhu cầu về máy bay mới, còn Boeing đang phải vật lộn với một loạt khủng hoảng. Ngành hàng không đang xem Comac định vị mình như một giải pháp thay thế khả thi như thế nào. Comac sẽ đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ trong 3-5 năm tới để mở rộng năng lực sản xuất C-919. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời một quan chức Comac cho biết hồi tháng 1. Cơ quan hàng không Trung Quốc cho biết vào tháng trước rằng năm nay họ sẽ theo đuổi việc xin cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu xác nhận cho C-919. Quá trình này đã bắt đầu từ năm 2018. Comac là một trong hai nhà máy sản xuất máy bay thương mại. Hãng kia là Airbus, bay triển lãm máy bay của họ ngoài khơi bờ biển Singapore tại buổi xem trước hôm Chủ nhật tại triển lãm hàng không lớn nhất châu Á. Boeing không triển lãm máy bay thương mại trong năm nay. Comac có hai máy bay chở khách, máy bay phản lực ARJ-21 và máy bay thân hẹp hai động cơ C-919 lớn hơn với 158-192 chỗ ngồi, cạnh tranh với các mẫu Airbus, Boeing, MAX 8, từ lâu đã có tên tuổi trên thị trường. C-919 bay chuyến bay đầu tiên bên ngoài Trung Quốc, Đại Lục vào tháng 12 tới Hồng Kông. ARJ-21 đang được Transnusa Air của Indonesia sử dụng. Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng mới chỉ có 4 chiếc C-919 đang hoạt động ở Trung Quốc. Máy bay này chỉ được chứng nhận bởi các cơ quan quản lý Trung Quốc và C-919 dựa vào chuỗi cung ứng quốc tế. Ông Adam Calburns của công ty tư vấn hàng không Austin's cho biết, chúng tôi cũng nhận thấy xu hướng ngày càng tăng khi khách hàng đưa tùy chọn C-919 vào đánh giá đội bay của họ. Hai chiếc C-919 đã được giao vào năm 2023. Công ty tư vấn hàng không IBA dự báo 7-10 chiếc có thể được giao vào năm 2024. Ông Mike Gelsman của công ty tư vấn hàng không IBA cho biết, với việc các dòng máy bay thân hẹp của Airbus và Boeing đã được bán hầu hết trong hết thập kỷ này,
C919 có cơ hội lớn để giành thị phần, đặc biệt là tại thị trường nội địa. Những thách thức trước mắt đối với Comas là xoay quanh việc sản xuất để đáp ứng nhu cầu nội địa và chứng nhận để thâm nhập thị trường quốc tế. Một ngày sau khi được trả tự do, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã gặp các công tố viên hôm thứ Hai để hợp tác điều tra về các cáo buộc ông xúc phạm chế độ quân chủ quyền lực. Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy tỷ phú có ảnh hưởng, người đã gây tiếng vang lớn trên chính trường Thái Lan trong hai thập kỷ, đã đến văn phòng công tố trên xe lăn và đeo nẹp ở cổ. Ông Thaksin, 74 tuổi, được tạm tha hôm Chủ nhật sau 6 tháng bị giam tại bệnh viện. Ngày đầu tiên, ông được tự do ở quê nhà sau 15 năm lưu vong sau khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự. Không rõ ông đang mắc phải vấn đề sức khỏe nào và chi tiết đầy đủ vẫn chưa được bác sĩ hoặc gia đình của ông tiết lộ. Ông Richard Sutchenwan, Tổng Giám đốc Cơ quan Công tố, nói trong một cuộc họp báo rằng: "Tôi đã nói chuyện với ông Thaksin và hầu như ông ấy không nói được thành lời. Từ những gì tôi có thể thấy, ông ấy thực sự bị bệnh. Ông ấy phải đeo nẹp ở cổ và đeo dây ở tay, và ông ấy thực sự không tự đi lại được." Ông Thaksin được ân xá kèm theo các điều kiện do tuổi tác, sức khỏe và thời gian thụ án. Bản án 8 năm tù của ông Thaksin vì lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích đã được nhà vua giảm xuống còn 1 năm ngay sau khi ông bị giam giữ. Đảng Phiêu Thai do gia đình Shinawatra kiểm soát hiện đang nắm quyền, trong khi những người chỉ trích phàn nàn về cách đối xử khoan dung đối với ông Thaksin và đặt câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của vấn đề sức khỏe của ông. Ông Ramesh Rastanasewe, người phát ngôn của Đảng Dân Chủ Đối Lập, nói rằng kể từ bây giờ, bất kỳ ai bị giam giữ đều có thể nói rằng họ mắc bệnh Thaksin. Vì một khi mắc bệnh này, bạn có thể đi chữa bệnh ở bất kỳ đâu. Phó Thủ tướng bảo vệ ông Thaksin và nói rằng việc một người ở độ tuổi của ông cần nẹp cổ và dây đeo là bình thường. Ông nói, đối với một người bị bệnh, chúng ta nên động viên hơn là buộc tội người đó giả vờ. Ông Thaksin đã trở lại Thái Lan vào tháng 8 và không có dấu hiệu sức khỏe kém đi khi ông bước xuống từ máy bay riêng để chào đón những người ủng hộ và gia đình. Trước khi bị cảnh sát hộ tống đi, nhưng ông đã được chuyển đến bệnh viện vào đêm đầu tiên ở tù vì những cơn đau ngực. Các bác sĩ năm ngoái cho biết ông bị huyết áp cao, các vấn đề về tim và đau lưng, ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng nên ông đã phải giải phẫu và dễ mệt mỏi do nhiễm trùng COVID-19 trước đó. Văn phòng Tổng trưởng lý cho biết cần phải điều tra thêm trước khi quyết định có truy tố ông Thaksin tội xúc phạm hoàng gia trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015 khi ông đang sống lưu vong hay không. Xúc phạm chế độ quân chủ là một tội nghiêm trọng ở Thái Lan, nơi hiến pháp quy định nhà vua được giữ vị trí được tôn kính. Hàng trăm người đã bị truy tố trong những năm gần đây theo luật khi quân của Thái Lan, một trong những luật nghiêm khắc nhất thế giới và có mức án tù lên tới 15 năm cho mỗi hành vi xúc phạm hoàng gia. Ông Thaksin sẽ trình diện lại vào ngày 10 tháng 4 để nghe quyết định của cơ quan công tố về cuộc điều tra xúc phạm hoàng gia. Ông Prayut Pechtun, người phát ngôn của văn phòng tổng trưởng lý cho biết, đồng thời mô tả đây là một vụ án quan trọng. Ấn Độ vừa khởi sự điều tra chống bán phá giá đối với một số loại kính làm tấm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc sau khi có khiếu nại của các doanh nghiệp Ấn Độ. Bộ phận điều tra có tên là Tổng cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Thương mại Ấn Độ hiện đang điều tra về lời cáo buộc là có tình trạng bán phá giá kính cường lực có vân và không tráng phủ do Trung Quốc và Việt Nam sản xuất hoặc có xuất xứ từ hai nước này. Loại sản phẩm nêu trên còn có các tên gọi khác trên thị trường như kính của tấm năng lượng mặt trời hay kính quang điện mặt trời. Trong vụ kiện đang diễn ra, bên nộp đơn kiện là hãng Borosil Renewables và họ thay mặt cho ngành sản phẩm này ở Ấn Độ đề nghị điều tra và áp dụng thuế chống bán phá giá thích đáng đối với hàng nhập khẩu. Về phía cơ quan điều tra, họ ra thông báo có đoạn. Trên cơ sở đơn kiện, có đủ căn cứ cần thiết của ngành sản xuất trong nước
Và sau khi đã xem xét đúng mức trên cơ sở bằng chứng ban đầu do bên nộp đơn đưa ra chứng minh việc bán phá giá và gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước, cơ quan có thẩm quyền sau đây sẽ tiến hành một cuộc điều tra chống bán phá giá về hành vi bán phá giá bị cáo buộc. Nếu nhà chức trách xác định được rằng có việc bán phá giá và nó đã gây thiệt hại vật chất cho các bên liên quan trong nước của Ấn Độ, sẽ có khuyến nghị áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc. Bộ Tài chính Ấn Độ là nơi đưa ra quyết định cuối cùng về việc áp thuế. The Economist Times và The Hindu đưa ra rằng có đủ bằng chứng cho thấy loại sản phẩm nêu trên đang được các nhà xuất khẩu Việt Nam và Trung Quốc bán phá giá tại thị trường nội địa Ấn Độ. Các nước vẫn thường điều tra chống bán phá giá để xác định liệu các ngành công nghiệp trong nước có bị tổn thương do hàng nhập khẩu giá rẻ đổ ào ạt hay không. Biện pháp để đáp trả là các nước đánh thuế bù hoặc thuế chống bán phá giá theo cơ chế đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới có trụ sở tại Geneva. Thuế này nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động thương mại công bằng và tạo ra một sân chơi bình đẳng giữa các nhà sản xuất trong nước với các nhà sản xuất và xuất khẩu nước ngoài. Ấn Độ lâu nay đã đánh thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm để ứng phó với hàng nhập khẩu giá rẻ từ nhiều nước khác nhau, bao gồm cả Trung Quốc. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media. Qua phần trình bày của Thảo Nguyên, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.